Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin tức Thời sự 24 giờ hôm nay. Chúc quý vị có nhiều sức khỏe và những giây phút bổ ích trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình bản tin hôm nay sẽ có những tin nóng đáng chú ý sau đây. Thủ tướng điện hòa tốc yêu cầu các tỉnh thành đưa đón người dân về quê. Ca nhiễm càng ngày càng giảm mạnh. Cả nước ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới thấp nhất qua 82 ngày. Thành phố Hồ Chí Minh dự định sẽ mở cửa trường học đồng loạt từ tháng 1 năm 2022. Trên đây là toàn bộ phần điểm tin. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thủ tướng điện hòa tốc yêu cầu các tỉnh thành đưa đón người dân về quê. Thủ tướng yêu cầu việc phối hợp đưa đón người dân phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ. Vào ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ ra công điện hòa tốc gửi các bộ trưởng, thủ trưởng, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công điện nêu rõ, sau một thời gian khá dài thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, một bộ phận người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương có nhu cầu di chuyển về quê. Đây là nhu cầu chính đáng của người dân. Tuy nhiên, nếu không tổ chức tốt việc đưa đón để người dân phải tự phát về quê, sẽ dẫn tới nguy cơ dịch bệnh lây lan ra nhiều địa phương trong cả nước. Trong mấy ngày qua, mặc dù các tỉnh, thành phố đã cố gắng để tổ chức đưa đón an toàn, nhưng do số lượng người dân có nhu cầu về quê cùng một thời điểm quá lớn, sự phối hợp giữa các địa phương chưa chủ động nhịp nhàng nên đã gây ùn ứ tại các điểm kiểm soát dịch và nhiều người dân trong số đó có cả người già, trẻ em đã phải rất vất vả. Cá biệt, có một số người dân tự ý rời khỏi địa phương nơi cư trú nhưng do quê ở rất xa nên dọc đường đi gặp nhiều rủi ro cho sức khỏe bản thân và có thể làm lây lan dịch bệnh. Không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ. Để tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời đảm bảo để người dân có nhu cầu thiết yếu, chính đáng được đưa đón về quê chu đáo an toàn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1625 ngày 30 tháng 9, công điện số 122DK ngày 1 tháng 10 của Văn phòng Chính phủ. Việc phối hợp đưa đón người dân phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tình hình dịch bệnh còn chưa được kiểm soát hoàn toàn nhưng đã dừng thực hiện chỉ thị 16, tiếp tục tích cực vận động, thuyết phục người dân yên tâm ở lại gắn với hỗ trợ an sinh và thực hiện khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn. Đối với những người vẫn muốn về quê, cần chủ động lập danh sách, thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa đón đến tận nơi đến. Đối với những người dân đã ra tới các chốt kiểm soát cửa ngõ của tỉnh, thành phố để về quê thì phải thực hiện ngay việc phân nhóm, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch tễ, liên hệ với tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân đi. Thủ tướng yêu cầu bố trí phương tiện vận chuyển an toàn đối với những người không có phương tiện hoặc người già, phụ nữ có thai, trẻ em có nhu cầu. Các tỉnh, thành phố dọc đường đi có trách nhiệm phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt và có sự hỗ trợ nếu cần thiết. Tỉnh, thành phố nơi đến có trách nhiệm đón, nhận bàn giao và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định. Các tỉnh, thành phố nếu phát hiện có người dân tự phát từ vùng có dịch về quê đang đi qua địa phương mình cần chủ động hỗ trợ cần thiết, thông báo cho tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn, không để lây lan dịch bệnh. Đồng thời, bố trí phương tiện chuyên chở thuận lợi nếu người dân không có phương tiện phù hợp. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phân bổ ngay vaccine sau khi tiếp nhận, ưu tiên sớm hơn cho các tỉnh có nhiều người dân từ vùng dịch về, hỗ trợ phương tiện, sinh phẩm xét nghiệm, hỗ trợ thuốc để các địa phương có người dân trở về, xét nghiệm kịp thời, sẵn sàng điều trị khi có ca nhiễm COVID-19 mới. Căn cứ yêu cầu các địa phương, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tăng cường, hỗ trợ nhân lực đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ca nhiễm càng ngày càng giảm mạnh. Cả nước ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới thấp nhất qua 82 ngày. Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 4.150 ca COVID-19, giảm 209 ca so với ngày trước đó và là số ca mắc mới thấp nhất trong 82 ngày qua. Trong 4.150 ca COVID-19, có 3 ca nhập cảnh và 4.147 ca ghi nhận trong nước tại 43 tỉnh, thành phố. Các ca phân bố tại thành phố Hồ Chí Minh 1.730, Bình Dương 840, Đồng Nai 589, An Giang 186, Tây Ninh 84, Long An 84, Kiên Giang 83, Tiền Giang 56,
Khánh Hòa 51, Đồng Tháp 45, Đắk Lắk 36, Cà Mau 36, Bình Thuận 32, Cần Thơ 30, Hậu Giang 30, Hà Nam 24, Quảng Trị 22, Bạc Liêu 22, Trà Vinh 21, Bà Rịa Vũng Tàu 19, Đắk Nông 14, Quảng Bình 13, Quảng Ngãi 13, Gia Lai 13, Ninh Thuận 11. Theo Bộ Y tế, các địa phương có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là thành phố Hồ Chí Minh giảm 230 ca, Trà Vinh giảm 31 ca, Bình Thuận giảm 28 ca. Các tỉnh thành phố có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Đồng Nai 55 ca, Tây Ninh 43 ca, Hậu Giang 30 ca. Trung bình, số ca nhiễm mới trong nước 7 ngày qua là 5.147 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 826.837 ca nhiễm, đứng thứ 43 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 822.238 ca. Trong đó, có 753.309 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Theo số liệu của Bộ Y tế, có 10 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Thái Bình, Lào Cai. 9 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái. Các địa phương có số ca nhiễm cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 405.184 ca, Bình Dương 219.652 ca, Đồng Nai 53.140 ca, Long An 33.099 ca, Tiền Giang 14.359 ca. Về tình hình điều trị, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.402, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 758.488 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.605 ca. Trong ngày, Việt Nam ghi nhận 120 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh là 92 ca, Bình Dương là 19 ca, Đồng Nai 3 ca, Cần Thơ 2 ca, Bến Tre 1 ca, Tiền Giang 1 ca, Đắk Nông 1 ca và Long An 1 ca. Bộ Y tế cũng bổ sung 5 ca tử vong tại Ninh Thuận trong thời gian trước đó. Như vậy, trung bình, số tử vong 7 ngày qua là 131 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.223 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong của Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua, chúng ta đã thực hiện 127.420 xét nghiệm cho 187.746 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện là 19.625.575 mẫu cho 55.108.805 lượt người. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 6 tháng 10 có 1.086.638 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 49.254.925 liều, trong đó tiêm một mũi là 36.448.527 liều, tiêm mũi 2 là 12.806.398 liều. Hôm nay, Bộ Y tế cũng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố hoàn thiện hệ thống dây chuyền lạnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh dự định sẽ mở cửa trường học đồng loạt từ tháng 1 năm 2022. Tại cuộc họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 7 tháng 10, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho hay, hiện ngành giáo dục thành phố đang triển khai dạy học trên Internet và qua truyền hình. Theo đó, khối trung học phổ thông có 225.855 học sinh tham gia, đạt tỷ lệ 99,8%. Khối trung học cơ sở có 438.299 học sinh tham gia, đạt tỷ lệ 97,9%. Riêng khối tiểu học có 97,73% học sinh tham gia học qua Internet và truyền hình. Hiện có hơn 26.507 học sinh tiểu học đang kẹt tại các tỉnh chưa thể về thành phố. Những học sinh này vẫn theo dõi học trực tuyến. Hơn 5.000 học sinh đang chưa có thiết bị học tập, đang học tạm trên địa bàn khác. Bên cạnh đó, vẫn còn hơn 1.800 học sinh chưa thể liên lạc được. Theo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai và thực hiện dạy học trực tuyến trong quá trình áp dụng và thực tiễn dạy học đã xuất hiện một số khó khăn nhất định.
Cụ thể, do giãn cách xã hội nên việc giao sách giáo khoa đến cho học sinh còn gặp đôi chút khó khăn. Vẫn còn học sinh do hoàn cảnh khó khăn, thiếu thiết bị, đường truyền nên việc học trực tuyến còn chưa đồng bộ, nhất là tiểu học khi học sinh sử dụng thiết bị của bố mẹ. Hiện vẫn còn một số học sinh chưa liên hệ được, nhà trường tiếp tục liên hệ để kết nối phụ huynh học sinh để tìm hiểu nguyên nhân, hỗ trợ kịp thời. Mặt khác, nhiều cơ sở giáo dục đang được trưng dụng để phục vụ cho công tác phòng chống dịch, khu cách ly tập trung, khu điều hành bệnh viện dã chiến, khu hỗ trợ quân đội. Vẫn còn giáo viên và học sinh đang mắc COVID-19 hoặc vừa khỏi bệnh nên ảnh hưởng đến việc phân công giáo viên dạy học đầu năm. Hiện, ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị cơ sở vật chất, chuẩn bị cho học sinh trở lại trường bằng các biện pháp như rà soát tình hình cơ sở vật chất theo Bộ Tiêu chí An toàn phòng chống COVID-19 trong trường học. Tuy nhiên, hầu hết các trường tiểu học đều đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung điều trị F0, làm điểm đóng quân của bộ đội, làm nơi chứa và phân phối lương thực cho người dân, làm điểm tiêm vaccine, làm điểm y tế lưu động. Phòng giáo dục đào tạo các quận huyện đã chỉ đạo hiệu trưởng các trường rà soát cơ sở vật chất, phòng học, môi trường cảnh quan xung quanh, tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để đảm bảo an toàn sức khỏe khi trở lại trường làm việc trực tiếp. Theo ông Hiếu, hiện có hơn 1.500 trường học được trưng dụng chống dịch, trong đó chỉ có khoảng 150 trường đã được bàn giao lại, đang sửa chữa, khử khuẩn để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Dự kiến, khoảng giữa tháng 11, toàn bộ các trường học được trưng dụng sẽ được bàn giao lại và đầu tháng 1 năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cửa đồng loạt các trường học dạy học trực tiếp trở lại. Và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên yêu thích, chia sẻ và nhấn đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!